mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn may những cái khăn tròn mùa đông rất là đẹp luôn và rất là đơn giản với giá thành rất là rẻ nha. Thì hôm nay mình mua những khúc vải ở ngoài chợ đó là 50.000 ba khúc. Đây là những cái khăn mình làm nó nên giá thành rất là rẻ và rất là đẹp luôn nha. Và đây là cũng cái khăn này nữa nè, nhiều loại lắm, nó rất là sang trọng luôn các bạn. Các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đồ cặp. Rồi hàng da nè, tùy theo các bạn lựa mẫu mã nó khác nhau. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách may, cách và đi mua vải luôn nha. Thì hổm rày trời á, là lạnh lắm nên mình cũng cần một chiếc khăn. Và hoặc là các bạn đi ra đồng hay là đi du lịch thì các bạn có thể che nắng và che gió, đồ nó rất là đẹp luôn các bạn. Rồi các bạn hãy, đầu tiên là các bạn hãy đi chợ mua vải. Thì mình mua hàng vải giá nó đổ đóng ngoài chợ, nó rất là rẻ luôn, 50.000 ba khúc vải. Rồi đi cùng mình nha. Đây, vải đổ đóng ngoài lề đường hoặc ở các chợ các bạn 20k một khúc. Mà các bạn mua 3 khúc thì nó 50.000 nha các bạn. Các bạn lựa màu sắc yêu thích của mình, rồi các bạn hãy đem về là một chiếc khăn. Thường khổ vải nó bán là 1m6. Đây mình mua được 3 khúc vải nè các bạn. Một cái là kêu là da rắn, một cái là thổ cẩm, thổ cẩm nè, và một cái là màu sắc sặc sỡ hồng xanh đồ luôn, để mình bận với nhiều loại áo. Đây là 50.000 ba khúc vải. Và mình sẽ cắt thành 6 cái khăn cho các bạn xem nha. Các bạn hãy cắt cùng mình nha. Rồi, vải làm đôi á các bạn, rồi mình sẽ cắt nha. Đầu tiên mình cắt cái đường biên. Sẽ cắt cái đường bên hông mình rọc nó nè các bạn. Rọc nó nha. Mình rọc nó làm đôi thôi các bạn, xếp cái vải đôi lại. Cái chiều dài của vải này là nó khoảng một cái khăn các bạn sẽ là 1m6 nha các bạn. 1m6 hoặc 1m5 là được rồi. Mình cắt cái này là mình được 2 cái rồi nè. Mình cắt đường biên mình bỏ luôn. Và mình được 2 cái khăn nè các bạn. Đây các bạn, mình đi lại tiệm cuốn biên nè. Chào bà chủ cuốn biên nha. Chủ cuốn biên này là bạn của mình luôn á các bạn. Rất là vui vẻ luôn. Thì mình cuốn biên á, nó nhanh nha các bạn. Đây, mình cuốn cái đường biên nó rất là đẹp luôn nè các bạn. Làm cái khăn. Cái này á, thì người ta sẽ tính mét. 1 mét bao nhiêu chị? 3.000. 1 mét cuốn biên là 3.000 nha các bạn. Cái khăn mình 1m5 với cái khổ nữa là 3 mét, 4 mét, tính như 5 mét đi, 15.000 nha bạn. 15.000 tiền cuốn biên. Trời ơi, còn hơn tiền vải nữa nha. Tiền vải có 50.000 mà 6 cái khăn nặng đó. Rồi mình sẽ cuốn hết cái đống này luôn nha các bạn.
bốn đầu của chiếc khăn lại nha các bạn. Mình cuốn nó vô luôn. Các bạn nào thích học may thì mua máy may, mua máy may cũ như mình chỉ các bạn là mình may cái máy may rất là cũ để cho các bạn thấy máy may cũ nhưng mà đường may nó rất là đẹp và êm nha các bạn. Thì giá thành nó khoảng 1,5 triệu một cái máy may à. Còn các bạn nào mua mà máy may cũ mà của bạn bè bán lại thì có vài trăm ngàn à các bạn. Đây nè, mình may mình cuốn nó vô bốn góc đó, mình vừa may mình vừa cuốn nó lại bốn cái góc khăn tròn này. Mình may bốn góc chiếc khăn lại nha các bạn. Đây, nó đã xong hết rồi nè các bạn. Mình cắt gọn gàng. Rất là đẹp, bốn góc khăn mình may hết lại luôn. Thì mình muốn học ngày mai á, thì mình mua một cái kéo nè. Cái bấm nè, rồi thước dây, thước cây. Và một cái máy may như thế này thì nó khoảng 1,5 triệu. Thì mình sẽ bỏ ra 2 triệu để mình học được một cái nghề may nè các bạn. Thấy không? Đó là toàn bộ. Rồi thí dụ như thì mình mua chỉ thì chỉ đen, chỉ trắng, tùy theo màu. Rồi mình may, thứ nhất là mình sửa đồ, thứ hai là mình có thể mình học may và mình tự cắt. Đây mình may xong chiếc khăn rồi nè các bạn. Đây mình, đây là đường may mình may đường cuốn biên vô. Mình đã xong chiếc khăn thì mình sẽ giặt sạch và mình phơi khô thì mình sẽ làm một chiếc khăn tròn cổ, nó rất là sang trọng nè các bạn, thấy không, rất là đẹp luôn á các bạn. Nhìn nó rất là sang mà giá thành nó rất là rẻ luôn. Rồi cái đống này thì mình đã cuốn biên xong rồi nè các bạn nè. Cái dợn dợn này á, nó cuốn biên nó rất là hay luôn nè các bạn, các bạn thấy không. Mình có thể làm nhiều kiểu luôn nè, nó giận giận nó rất là đẹp nè các bạn. Mình có thể bận nhiều màu áo, các bạn thắt lại các bạn làm, trời ơi hồi chắc bít cổ mình luôn quá. Vui hết các bạn. Còn cái này nữa nè các bạn, cái này cũng xong rồi là 6 cái một lượt luôn đó. Thấy vui không các bạn, mình sẽ có rất là nhiều khăn để mình tròn cổ tròn áo rồi. Rồi mình, các bạn nào yêu thích kênh mình thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ chỉ tất cả những gì mình biết cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuyến sau mình sẽ cố gắng, mình sẽ chỉ các bạn may áo dài Tết bận nha. Rồi chúc các bạn nhiều vui vẻ hạnh phúc. Bye bye các bạn.